Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay nhóm của anh em mình đã có mặt tại xã Tân Bình, huyện thành Đồng Tháp để cưa cây dừa. Thì cây dừa này thì nó nằm ven đường, bên thì hàng rào trồng mít, thì mình không có thể nào mình đốn hạ gốc một lần một được, cho nên là phải leo lên mé, xong mấy anh em mình phải cưa phân đoạn. Bây giờ mời tất cả mọi người xem video của nhóm mình nha. Cô lại sao rồi đi? Mình xuống cái đọt đó nha các bạn. Gieo mấy buồng dừa xuống cho chủ nhà nha các bạn. Yeah.
Cây này bạn mình cưa một khúc nha các bạn, cắt cái đọt khúc trước nha các bạn. Yeah.